Rồi video mới ha. Rồi hôm nay nha, cái đi chơi đằng sen. Rồi vô hình rồi đó không? Ok. Rồi mọi người đi cũng đi lên Phú Hộc Thọ nè. Đi lên Phú Hộc Thọ. Đi Phú Hộc Thọ xong rồi hả? Thảo qua cái xe ngựa rồi. Làm cái cây lọc đèn kìa. Đi ê. Chắc con lên phía trước này quá. Chụp cái hoa trước hả? Rồi. Rồi. Thả tim lên để chụp ông Phú Lộc Thọ nè. Từ từ con. Đây. Rồi như ý vô đứng đi. Chưa, con vô đây đứng. Ý nữa nè. Con hát ông Phú Lộc Thọ hả? Bốn người chụp luôn. Vô lên toàn. Ủa cái máy quay chứ. Rồi đi con. Con người nói là cái máy quay đúng lạ trời. Ừ kệ đi. Đúng lạ luôn á. Dùng lần đúng lạ luôn á. Giờ muốn qua đây hay là ra ngoài đây? Qua đây. Qua đây trước không? Hoa gặp. Nặng lắm, mẹ cầm cái này mẹ nặng quá trời luôn á. Mẹ chờ mẹ đi tập tạ đó ba hả? Mẹ chờ mẹ đi tập tạ. Cái cây nặng quá à. Mẹ đi tập tạ giống như ba rồi mẹ sẽ có sức rồi mẹ cầm như cái này hả? Đây là đây là thông tin của chị Hà, chủ nhân thứ hai của ống điện Trung Quốc ngày mai. Đây mọi người có thể xem chút thông tin này của họ. Đây là chị Hà, chủ họ Việt Nam Mobile. Ai nghe được? Rồi xin được chúc mừng chị Hà rất là nhiều. Đây nè. Ê, có người ta bán đó mà. Đi qua đây chụp hình Sài Gòn xưa nè. Lên chiếc xích lô ngồi kìa. Đây thấy người ta ngồi kìa, thấy không? Đây hả? Ôi, có gì không chơi nước ngọt. Đứng đây, con đứng đây. Này người ta làm Sài Gòn xưa nè, chợ Bến Thành nè. Chú xin vô, chú xin lô nè. Rồi, qua đây cái nữa. Con chú xin lô nè. Trời ơi. Ừ, nguy hiểm lắm. Sao? Có bánh gì đâu? Đâu có bánh đâu? Nhớ thấy bánh gì đâu? Bánh này hả? Bánh này hả? Mà con ăn cái nào con đâu con chỉ lẹ đi. Đâu? Bánh đỏ, bánh màu nâu. Này đúng không? Cho cái bịch này đi. Bịch này. Màu đỏ. Bịch này 10 đúng không? Nè đến, ai kiếm nhờ? Chị kiếm nhờ. Đến đây 10 thùng á, 4 thùng nha. 10 ngàn nè. Nè như thế rồi. Chưa gì hết là nó vô nó thấy ăn uống rồi nó phải nhào vô rồi hả? Kiếm chỗ ngồi ăn. Ngồi nữa hả? Trời ơi. Chưa kịp qua Sài Gòn xưa với nó là nó ngồi ăn rồi. À sao mình không có được. Ok. Gỡ hả? Nó mượn chanh. Nè. Đó, nước đó.
đêm nữa chút xíu là bắt đầu mỏi mệt rồi, ngồi ăn uống rồi. Hãy ha, làm xe nha. Bây giờ đúng 2 giờ luôn ha. Bây giờ 2 giờ chơi riêng tới 9 giờ. 7 tiếng đồng hồ với chưa chơi ở đây. Đi cho đã luôn. Trời ơi còn nhiều dữ vậy. Thôi vừa ăn vừa đi đi.
nó ngồi chỗ biết chuyện nào sao không? Lâu quá. Ủa đặc biệt vậy, dù quay được mà dù đứng được mẹ bị gì, mẹ phải dịnh nó không có đứng được đâu. Mẹ cũng đi tập tạ nó không đâu, tập tạ không cần tập tạ, nó cầm được cái này phải chịu thôi. Thôi thôi nặng lắm, không cầm nổi. Trời chỉ mây à. Nhanh đi ơi, mẹ còn đi nhớ. Thôi vừa cầm vừa đi đi, đi lâu lắm ăn lâu lắm. Đi nhanh lên. Video mới ha.